chồng xin kính chào toàn thể quý vị và quý bà con. Kính thưa bà con, thì trong những video trước thì chúng ta đã tìm hiểu qua một chuỗi tất cả những cái sản phẩm và những cái hoạt chất mà có đăng ký trên cái nấm Phytophthora. Thì ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ bố trí lại một cái quy trình bộ sản phẩm của MKA để cho bà con mình có một cái quy trình để chúng ta luân phiên dẫn quản lý tính kháng tốt và cho tất cả những cái biện pháp áp dụng trên cái nấm Phytophthora, bao gồm biện pháp tưới, biện pháp phun và biện pháp quét. Và tất cả những giải pháp này chúng tôi sẽ lựa chọn theo cái phương pháp có hiệu quả nhất và có một cái chi phí hợp lý. Thì bà con mình có thể xem xét cái bộ quy trình, bộ sản phẩm của MKA trong video này. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì đây là toàn bộ những cái hoạt chất mà chúng ta đã trình bày qua, hoặc là chúng ta cũng đã có điểm qua một số cái thông tin về những cái hoạt chất này trong những cái chuỗi video liên quan tới nấm Phytophthora. Thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ bố trí những cái hoạt chất này vào trong những cái quy trình về tưới, phun và quét để cho bà con mình ghi chú lại. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì có thể là có rất là nhiều những cái hoạt chất mà có tác động trên cái nấm Phytophthora. Tuy nhiên thì có thể là do hàm lượng rồi dạng thuốc mà sẽ có những cái sản phẩm thì có thể áp dụng được cho cái biện pháp mà chúng ta tưới trực tiếp lên trên nền đất. Có những cái giải pháp nó sẽ không phù hợp, đôi khi là cũng là do giá cả nữa. Cho nên thì chúng tôi sẽ lọc ra những cái giải pháp mà có áp dụng biện pháp tưới phổ biến và có một cái chi phí nó tương đối hợp lý, thì chúng tôi sẽ đưa vào cái quy trình này. Thì bà con mình sẽ thấy là với cái giải pháp tưới mà những cái hoạt chất lưu dẫn thì chúng ta thấy phổ biến như là Metalaxin nè, Dimethyl-1 nè, Fosetin, rồi lân hai chiều hoặc là Gobalmocan, thì đây là những cái hoạt chất mà phổ biến để chúng ta áp dụng mà có một cái chi phí nó tương đối hợp lý hơn. Rồi về giải pháp tiếp xúc mà đem tưới đất thì chúng ta sẽ có hai giải pháp. Một là nhóm gốc độc, hai là thường sẽ là Simosanin, nhưng mà bà con mình cũng nhớ đó là Simosanin thì không có giải pháp đơn hoạt chất. Nên là thường chúng ta sẽ chọn giải pháp tiếp xúc, đó là cái Simosanin kết hợp với Mancozeb. Rồi. Ngoài ra thì trong cái giải pháp tưới này thì trong một số trường hợp thì bà con mình cũng có chọn cái gốc Gobinep, hoặc là chúng ta chọn cái Ninamycin để chúng ta kết hợp với một số cái gốc lưu dẫn bên này, thì cũng vẫn có áp dụng những trường hợp này. Thì đây là những cái trường hợp mà chúng tôi sẽ lựa chọn để khuyến cáo trong cái giải pháp tưới. Rồi nếu như bà con mình đã chọn được những cái sản phẩm liên quan tới hoạt chất này thì bà con mình có thể áp dụng để chúng ta áp dụng để tưới, kể cả biện pháp phòng hoặc là biện pháp trị. Đương nhiên thì biện pháp trị thì chúng ta sẽ tưới luân phiên với một số hoạt chất khác và chúng ta phải áp dụng từ 2 cho đến 3 lần. Rồi đương nhiên thì giải pháp tưới nó cũng sẽ liên quan tới Trichoderma, nhưng mà chúng tôi cũng đã nói trong video trước, chúng ta chỉ áp dụng lên trên nền đất trong điều kiện đó là chủ động để mà nó tạo ra một cái không gian sống cạnh tranh với cái nấm gây hại mà thôi. Còn trong điều kiện trị thì chúng ta sẽ không áp dụng giải pháp này, xem như Chico là một giải pháp phòng. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, để về lựa chọn đầy đủ hơn cho cái việc mà chúng ta phòng định kỳ, có nghĩa là trong hàng năm thì chúng ta sẽ có định kỳ ở đầu mùa mưa và cuối mùa mưa. Ngoài ra thì ở những cái vùng canh tác nào mà có áp lực cao về cái nấm Phytophthora và cái mùa mưa kéo dài thì bà con mình có thể áp dụng ở giữa mùa mưa thì một lần nữa cũng được. Rồi, kính thưa quý vị, thì chúng tôi sẽ lọc ra những cái giải pháp lưu dẫn như là Metalaxin, Dimethyl-1, Fosetin Aluminium, nhóm lân hai chiều và cái Gobalmocan. Gốc tiếp xúc thì bà con mình có thể chọn gốc độc hoặc là Simosanin kết hợp với Mancozeb. Thì đây sẽ là những cái giải pháp chính mà chúng ta dễ tìm kiếm sản phẩm trên thị trường. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì với giải pháp của MKA thì chúng tôi sẽ có 3 giải pháp chính để cho bà con mình lựa chọn. Một là chúng ta sẽ chọn cái Dimethyl-1. Thì nếu như bà con mình chọn giải pháp này thì chúng tôi sẽ có gói 500g và bà con mình có thể áp dụng từ 300 cho đến 500 lít nước tùy theo cái áp lực trên vườn của chúng ta. Còn nếu mà áp dụng để tưới phòng thì chúng ta có thể chọn là gói 500g cho 500 lít nước và chúng ta sẽ tưới một cây khoảng từ 20 cho đến 30 lít nước tùy theo cái tuổi cây và cái đường kinh tán. Rồi tương tự thì chúng ta cũng sẽ có một cái giải pháp cũ, đó là cái Metalaxin. Tuy nhiên thì chúng tôi sẽ cung cấp cho bà con mình giải pháp đó là Metalaxin gói 500g và chúng ta cũng áp dụng tương tự cái liều lượng của Dimethyl-1, đó là khoảng từ 300 cho đến 500 lít nước với một gói 500g này, và tùy theo áp lực mà chúng ta sẽ áp dụng cái lượng nước phù hợp. Rồi ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái giải pháp kích kháng, đó là chúng ta sử dụng lân hai chiều, nhưng mà phương án này chúng ta sẽ phòng chủ động cho những cái vườn còn tơ hoặc là những cái vườn nào chưa có áp lực bệnh và chúng ta có thể áp dụng ở đầu mùa mưa hoặc là cuối mùa mưa. Và đây là một cái giải pháp mà nó có một cái chi phí tương đối phù hợp, cho nên là bà con mình có thể xem xét. Và ngoài việc kích kháng ra thì bà con mình có thể kết hợp với Ninamycin để quản lý phổ rộng hơn trên nhiều cái loại nấm khác tồn tại ở trên nền đất. Cũng như thì Ninamycin nó cũng có khả năng để quản lý một số cái nhóm vi khuẩn trên nền đất, thì cái giải pháp này nó dẫn cho một cái giải pháp kết hợp có chi phí thấp
và đồng thời thì hiệu quả và an toàn hơn cho cái lần mà bà con mình áp dụng tưới đó. Thì với lăn 2 chiều thì bà con mình cũng có thể áp dụng, đó là một chai 500 ml này cho từ 300 cho đến 500 lít nước, và chúng ta có thể phối giải pháp này với một chai Ninamycin. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, như vậy thì trong cái giải pháp trị, có nghĩa là khi mà cái vấn đề xì mủ, thối rễ, vàng lá nó đã diễn ra, có nghĩa là cái biểu hiện của cái nấm Phytophthora nó đã biểu hiện rồi, thì chúng ta sẽ tưới định kỳ khoảng từ 5 cho đến 7 ngày một lần cho những cây bệnh, và chúng ta có thể áp dụng từ 1 cho đến 2 lần với những cây chưa có biểu hiện bệnh trên vườn, thì ít nhất là sẽ một lần cho toàn vườn ở đầu mùa mưa. Hoặc là khi mà cái áp lực bệnh đã diễn ra trên vườn thì chúng ta sẽ tưới toàn vườn một lần, thì bà con mình có thể chọn giải pháp thuốc bệnh đó là Dimethyl 1, hoặc là chúng ta chọn Metadaxin trong cái lần đầu tiên. Rồi, trong lần thứ hai lặp lại thì chúng ta có thể chọn giải pháp lần 2 chiều và Ninamycin trong lần thứ hai, và chúng ta chọn cái giải pháp còn lại cho lần thứ ba. Ví dụ như trong lần thứ nhất bà con mình chọn Metadaxin thì lần thứ ba chúng ta chọn Dimethyl 1, còn nếu như lần thứ nhất chúng ta đã chọn Dimethyl 1 rồi thì lần thứ ba chúng ta sẽ chọn lại Metadaxin và lần 2 chiều và Ninamycin sẽ ở giữa. Như vậy thì khi đã là áp lực tưới trị thì buộc chúng ta phải tưới một cái lượng nước nhiều hơn, hoặc là chúng ta sẽ tưới với một cái liều lượng cao hơn. Thì lúc này thì một gói 500 g thì bà con mình có thể áp dụng cho 250 cho đến 300 lít nước. Và tương tự thì Metalaxin cũng sẽ áp dụng theo cái liều lượng này. Và với Ninamycin và cái lần 2 chiều thì chúng ta cũng sẽ áp dụng với một cái liều lượng cao hơn. Đó là chai 500 ml của lần 2 chiều cũng áp dụng từ 250 cho đến 300 lít nước. Và tương tự một chai Ninamycin 450 cc thì chúng ta cũng áp dụng từ 250 cho đến 300 lít nước. Như vậy thì chúng ta sẽ có 3 giải pháp liên tục cho những cây bị bệnh, và mỗi lần như thế này thì cách nhau khoảng từ 5 cho đến 7 ngày. Và bà con mình lưu ý chúng ta sẽ không áp dụng những cái giải pháp liên quan tới nấm, đặc biệt là với Trichoderma hay là những nấm có lợi khác trong cái giai đoạn này. Sau khi chúng ta kết thúc hết cái đợt xử lý này, cây chúng ta đã đứng bệnh, có dấu hiệu phục hồi thì chúng ta không sử dụng thuốc bệnh nữa, thì chúng ta mới áp dụng cái nấm vi sinh trở lại sau. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì với cái giải pháp phun thì đương nhiên là đây sẽ là một cái lựa chọn được nhiều hơn, bởi vì hầu hết tất cả những cái dạng thuốc mà có đăng ký thì đều khuyến cáo bà con mình áp dụng giải pháp phun. Cho nên thì toàn bộ những cái hoạt chất và những cái sản phẩm mà chúng tôi đã khuyến cáo bà con mình trong cái chỗ video đằng trước thì chúng ta hoàn toàn đều có thể áp dụng phun. Nhưng mà cái việc phun này thì chúng ta cũng sẽ lưu ý một số thông tin như sau. Việc phun thuốc thì chúng ta sẽ lựa chọn tùy thuộc vào cái vị trí phun. Thì bà con mình biết là phun lá thì chúng ta nhiều sự lựa chọn hơn, từ thuốc đắt tiền cho đến thuốc rẻ tiền đều có tùy theo áp lực. Nhưng mà phun hoa, phun trái thì chúng ta phải lựa chọn theo dạng thuốc. Như là WG hoặc là SC thì thường nó sẽ có giá đắt hơn so với dạng WB và dạng OC ở cùng hàm lượng và cái quy cách đó. Thì bà con mình lưu ý. Rồi, hoặc là chúng ta sẽ lựa chọn thuốc tùy theo cái áp lực bệnh và cái yếu tố thời tiết mà chúng ta lựa chọn phù hợp. Ví dụ như là cái chi phí đi, về giá cả thì nó sẽ như thế nào, bởi vì nếu mà những cái sản phẩm mà đăng ký nhiều trên Gao Màu hoặc là có cái quy cách nhỏ quý vị thì thường chúng ta chia ra cho một cái bình phun thì nó khá là đắt so với những cái thuốc mà nó đã có một cái quy cách lớn mà chúng ta có thể áp dụng trên phi 200 lít hoặc là nhiều hơn nữa. Thì bà con mình có thể tính toán lại về cái chi phí đầu tư và theo cái áp lực bệnh của trên vườn thì chúng ta sẽ quyết định lựa chọn một cái dạng thuốc hay là một cái hoạt chất thuốc hoặc là một cái sản phẩm nào đó mà nó sẽ có một cái chi phí nó hợp lý, bởi vì chúng ta có rất là nhiều sự lựa chọn cho cái việc này. Rồi, bà con mình lưu ý là chúng ta không nên áp dụng thuốc tiếp xúc mà liên tục trong mùa mưa, bởi vì thuốc tiếp xúc thì nó sẽ có một cái hiệu lực rất là ngắn, và bà con mình cái phun liên tục như thế này chúng ta sẽ tốn nhiều công lao động, buộc chúng ta phải lặp lại thời gian ngắn. Thì chúng ta có thể là luân phiên với giải pháp lưu dẫn, mặc dù là chúng ta biết là giải pháp lưu dẫn thì nó sẽ đắt tiền hơn, nhưng mà cái sự luân phiên đó nó sẽ bổ trợ cho nhau về hiệu quả, cũng như nó sẽ kéo dài được cái thời gian mà chúng ta áp dụng lặp lại để bà con mình đỡ tốn công lao động. Và nếu mà chúng ta phun địch quá dày thì thật ra là chi phí nó vẫn cao mà chứ không phải là thấp. Rồi, một trường hợp nữa, tuy vậy thì chúng ta cũng không nên là cứ phun thuốc lưu dẫn liên tục trong một thời gian quá ngắn, bởi vì thuốc lưu dẫn thì nó sẽ có hiệu lực kéo dài, nhưng mà chúng ta cứ 5-7 ngày chúng ta phun một lần thì như vậy thì chúng ta đang đầu tư đó một cái giải pháp mà nó đắt tiền mà lại phun theo một cái thời gian nó quá ngắn. Thì thay vì chúng ta có thể luân phiên với những cái loại thuốc tiếp xúc thì thời gian nó vẫn ngắn như thế nhưng mà nó sẽ có một cái chi phí hợp lý hơn. Rồi, ngoài ra là một cái lưu ý nữa, thì tùy theo sản phẩm thì sẽ có những cái sản phẩm độc quyền nó chỉ có một quy cách và nó chỉ có mình nó chứa hoạt chất đó thôi, cho nên là bà con mình muốn trải nghiệm
Nhưng mà cái sản phẩm mà quy cách càng nhỏ, ví dụ như nó khuyến cáo trên bình 16 lít hoặc bình 25 lít mà bà con mình lấy để chúng ta đưa vào phi 200 lít mà đúng cái liều lượng đó, thì có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng rất là nhiều sản phẩm trong một cái phi 200 lít. Thì như vậy thì vô tình cái chi phí nó lên rất là cao đó. Thì bà con mình xem xét cho những cái việc này, thay vì chúng ta sẽ lựa chọn những cái giải pháp có hiệu quả mà nó có quy cách lớn để chúng ta áp dụng cho phi 200 lít, thì rõ ràng nó sẽ có một cái chi phí hợp lý hơn. Và rõ ràng bà con mình cũng biết là chúng ta đã có hơn 30 hoạt chất có tác động tới nấm Phytophthora, cho nên thì việc lựa chọn những sản phẩm mà có quy cách lớn để áp dụng cho trường hợp này để nhằm giảm cái chi phí đầu tư thì nó vẫn lựa chọn được hiệu quả chứ không phải là không đó. Thì bà con mình cân nhắc cho cái việc này. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì về giải pháp phun sẽ là một cái giải pháp mà có nhiều sản phẩm nhất. Thì đây thì MK chúng tôi sẽ đóng góp cho bà con mình 7 sản phẩm, qua những sản phẩm đơn hoạt chất cho đến những sản phẩm kích kháng, cho đến những sản phẩm kết hợp nhiều hoạt chất và trong đó kể cả có những hoạt chất mới. Thì chúng ta sẽ có giải pháp cũ lân hai chiều, chúng ta có giải pháp cũ azoxystrobin, chúng ta có giải pháp cũ metalaxin nhưng sẽ là quy cách lớn 500g. Rồi chúng ta có một cái giải pháp đang hiện hành gần đây, đó là sản phẩm azodime chứa dimethomod và azoxystrobin, hai hoạt chất trong một sản phẩm. Rồi chúng ta sẽ có một cái sản phẩm đơn hoạt chất sắp tới nữa, đó là dimethomod và ở dạng quy cách lớn, đó là gói 500g. Rồi ngoài ra chúng tôi sẽ cung cấp thêm cho bà con mình hai nhóm sản phẩm mới nữa, đó là hoạt chất luazinam, nhưng mà đây sẽ là chai 500ml để bà con mình tiết kiệm chi phí hơn. Và chúng tôi sẽ cung cấp thêm một cái giải pháp khuyến cáo với hàm lượng thấp, cho nên thì quy cách không lớn nhưng mà cái lượng nước lớn, thì chúng ta sẽ áp dụng gói 150g cho từ 1 cho đến 2 phi 200 lít. Có nghĩa là chúng tôi sẽ lựa chọn những cái giải pháp có quy cách lớn hoặc là những sản phẩm sử dụng cái hàm lượng thấp để có thể sử dụng được nhiều cho quy cách lớn, để khuyến cáo trong cái quy trình để bà con mình quản lý nấm Phytophthora. Và chúng ta sẽ có 7 giải pháp khác nhau để cho bà con chúng ta luân phiên. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, và ngoài ra thì nếu như bà con chúng ta muốn phun để phổ rộng hơn trên một số cái loại nấm khác nữa, thì chúng ta sẽ có những cái giải pháp kết hợp mà có chi phí thấp, và chúng ta hoàn toàn có thể là đưa cái giải pháp chính xuống một cái liều thấp hơn để chúng ta phối với những chất này, là nhằm giúp cho một cái cử phun đó chúng ta sẽ có một cái chi phí thấp hơn nhưng mà cái hiệu quả phổ rộng lại tốt hơn. Hoặc là chúng ta phối nhiều dạng thuốc trong một lần phun thì tất cả những cái ưu điểm của dạng thuốc nó sẽ được bổ trợ lẫn nhau. Thì chúng ta sẽ có giải pháp nấm phẩm, đó là Ninamycin, hoặc là bà con mình cũng có thể xem xét cái giải pháp của dầu đinh hương Egonon vẫn được. Rồi ngoài ra thì chúng ta có thể chọn kết hợp với giải pháp của Lorothalonil và cái Hexaconazole vẫn được. Và ngoài ra thì chúng tôi vẫn có cung cấp những cái giải pháp liên quan tới Robinef và Mancozeb để cho bà con mình kết hợp với những cái sản phẩm chính để quản lý nấm Phytophthora. Và khi mà chúng ta phối với những cái thuốc này thì cái chi phí nó sẽ thấp lại, do là chúng ta sẽ giảm cái liều lượng của cái sản phẩm chính, và đồng thời thì phối với những sản phẩm thì nó có một cái chi phí thấp hơn. Thì để bà con mình rõ hơn về cái quy trình này thì có thể là bà con mình liên hệ trực tiếp với đội kỹ thuật, thì anh em trong đội sẽ tư vấn kỹ hơn về cái liều lượng, do là chúng ta sẽ phun trên cây trồng nào, giai đoạn nào và cái áp lực bệnh ra sao thì chúng ta mới bố trí được một cái liều lượng phù hợp, thì lúc đó cái chi phí nó sẽ rõ ràng hơn, để cho bà con chúng ta tham khảo và có thể lựa chọn cái giải pháp của MKA. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đưa ra trước cái quy trình, đó là cái việc mà bà con mình phun cái nấm Phytophthora khi mà cái áp lực đã diễn ra trên giai đoạn hoa và giai đoạn trái, có nghĩa là giai đoạn này có ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, có khả năng gây rụng, có khả năng gây thối trái rồi, và có thể là nó nằm trong cái điều kiện mùa mưa buộc là chúng ta phải cung cấp liên tục. Thì chúng tôi sẽ chuẩn bị sẵn cho bà con mình 4 giải pháp để chúng ta phối hợp và luân phiên, trong đó có thể là một giải pháp có từ 2 hoạt chất cho đến 3 hoạt chất, hoặc là chúng ta sẽ phối hai sản phẩm dạng đơn hoạt chất nhưng là những dạng thuốc khác nhau để nó bổ trợ cho nhau về cái ưu điểm. Thì chúng ta đã có giải pháp cũ, đó là azodime, đó là azoxystrobin kết hợp với dimethomod, thì bà con mình sẽ phun với liều cao nhất, đó là chai 240cc cho 1 phi 200 lít. Rồi bà con mình lưng phim giải pháp này với giải pháp của luazinam với metalaxin, thì metalaxin sẽ là gói 500g, thì bà con mình phun cho 500 lít nước, chúng ta sẽ phun liều thấp nhất nhưng chúng ta sẽ phối với luazinam chai 500cc cho 500 lít nước, có nghĩa là chúng ta sẽ phối hai sản phẩm lại và hai sản phẩm đều sẽ sử dụng liều thấp nhất nhưng mà nó sẽ cho một cái hiệu quả bổ trợ tốt hơn. Rồi sau đó chúng ta sẽ luân phiên lại với một sản phẩm nhưng mà chứa ba hoạt chất, thì chúng ta sẽ sử dụng chiaci MKA
trong đó chứa azoxystrobin, chylostrobin và conazole, và chúng ta sẽ phun với gói 150g cho 1 phi 200 lít. Rồi có thể là với 3 lần phun thì cái áp lực bệnh nó đã được quản lý kiểm soát tốt. Nếu như bà con mình cần thêm một lần phun nữa thì chúng ta có thể quay lại với luazinem liều tương tự, và chúng ta sẽ phối với dimethyl-1. Lần này thì chúng ta sẽ phối với một giải pháp mới, đó là dimethyl-1, và dẫn áp dụng dimethyl-1 gói 500g cho 500 lít nước. Thì đây là sẽ là 4 cái giải pháp mà chúng tôi sẽ phối sẵn với liều lượng và lưng phiên 4 lần phun. Khi bà con mình áp dụng phun trên giai đoạn hoa và giai đoạn trái, đặc biệt là trong cái điều kiện mùa mưa, thì bà con mình lưu ý về cái giải pháp này. Và nếu như chúng ta không rõ thì chúng ta có thể liên hệ trực tiếp với đội kỹ thuật, thì anh em trong đội sẽ tư vấn kỹ hơn cho bà con chúng ta. Và đây là số điện thoại đang thể hiện trên màn hình, thì bà con mình có thể lưu lại. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì chúng ta sẽ còn một cái giải pháp để quản lý cục bộ, đó là giải pháp quét. Có nghĩa là khi vết thương xì mũ đã diễn ra thì chúng ta sẽ xử lý vết thương, đó là loại bỏ đi những cái phần mà đã bị hư hại, và chúng ta sẽ áp dụng quét thuốc. Thì trong những cái giải pháp quét thì bà con mình cũng đã khá là rõ rồi, chúng ta có metalaxin, có dimethyl-1, có fluoxetine aluminium và có lần hai chiều. Chúng ta cũng đã áp dụng những giải pháp này thời gian qua, quét cũng khá là nhiều. Ngoài ra thì còn những giải pháp phổ biến như là simosanin gốc đồng, mancozeb và gobinef thì cũng đã khuyến cáo, hoặc là bà con mình đã có kinh nghiệm sử dụng nhiều rồi. Ngoài ra thì với cái sản phẩm mới chứa cái hoạt chất amisulpromethanol thì chúng tôi cũng thấy có áp dụng khuyến cáo cái giải pháp quét, thì bà con mình cũng có thể xem xét cái sản phẩm chứa cái hoạt chất này. Và với luazinem thì sản phẩm của MK thì chúng tôi cũng sẽ khảo nghiệm để xem cái liều lượng nào thì nó sẽ quản lý hiệu quả và đồng thời có một cái chi phí hợp lý. Đương nhiên thì chúng ta cũng không nên lựa chọn liều cao ngay từ đầu, mà nên nghiên cứu một cái liều lượng hợp lý. Thì chúng tôi sẽ công bố cái thông tin này khi mà chúng tôi khảo nghiệm đầy đủ thông tin. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì đây cũng sẽ là những cái sản phẩm không xa lạ rồi. Thì với lần hai chiều thì bà con mình có thể áp dụng chai 500ml này cho bằng cách là chúng ta sẽ quét trực tiếp bằng dung dịch không pha, hoặc là chúng ta có thể hòa loãng với khoảng 2 lít nước để chúng ta quét. Rồi, metalaxin thì chúng ta sẽ tạo ra một cái dung dịch sền sệt bằng cách là chúng ta sẽ đưa khoảng 500g vào khoảng từ 3 cho đến 5 lít nước. Còn nếu mà cây trồng của bà con mình ít vết thương thì bà con mình có thể chọn gói 100g và chúng ta đưa vào khoảng 1 lít nước, thì chúng ta cũng có thể áp dụng phương án này. Rồi, với dimethyl-1 thì cũng sẽ tương tự, nhưng mà chúng tôi chỉ có một quy cách duy nhất, đó là 500g. Và nếu như cần sử dụng nhiều thì chúng ta có thể chọn cái quy cách lớn này để nó có một cái chi phí rẻ hơn. Và gói 500g thì bà con mình hòa từ 3 cho đến 5 lít nước và chúng ta sẽ áp dụng quét trực tiếp lên vết thương. Và đương nhiên cũng sẽ lặp lại sau 5 đến 7 ngày nếu như cái vết thương nó vẫn chưa khô. Rồi, ngoài ra thì những cái giải pháp liên quan tới những cái hoạt chất mà có tác động tại vị trí thì chúng tôi cũng sẽ xem xét và sẽ gửi những kết quả khảo nghiệm đến bà con chúng ta. Bao gồm thì chúng tôi sẽ nghiên cứu cho logothalonin, ninamycin và cái luazinem. Thì đây là những cái giải pháp mới hoặc là những cái giải pháp không phổ biến. Thì thật ra là trong cái kinh nghiệm bà con là chúng ta cũng đã có áp dụng rồi, nhưng mà đôi khi chúng ta sẽ không có lưu nhớ lại những cái liều lượng như thế nào để nó phù hợp, hoặc là khi chúng ta quét thì thường chúng ta sẽ kết hợp với những cái hoạt chất khác rồi, nên là chúng ta không có để ý về mặt chi phí cũng như là liều lượng của từng loại là bao nhiêu. Còn về việc nghiên cứu của MK thì chúng tôi sẽ chọn cái bộ sản phẩm của công ty để đưa ra một cái giải pháp làm sao nó có một cái chi phí nó phù hợp với một cái liều lượng cụ thể và mang lại một cái hiệu quả tốt để chia sẻ với bà con chúng ta. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì nếu mà nhắc đến tất cả những giải pháp liên quan tới phyto thì chúng ta cũng phải nhắc lại cái giải pháp đối kháng, đó là cái Chicoderma. Thì với giải pháp này chúng tôi lưu ý với bà con, chúng ta sẽ xử lý lên trên nền đất có sát bã thực vật, hoặc là chúng ta xử lý trong những lần mình kết hợp với chất hữu cơ để nó có một cái giải pháp kích kháng chủ động. Và chúng ta có thể áp dụng khoảng từ 2 cho đến 3 lần trên 1 năm, hoặc là sau những cái lần mà bà con mình tưới thuốc bệnh hoặc là tưới thuốc tiêm trùng thì nó đã gây ảnh hưởng đến cái hệ thống vi sinh ở bên trên nền đất, thì chúng ta có thể tưới phục hồi lại sau cái cử tưới thuốc đó khoảng từ 7 cho đến 10 ngày. Rồi, về cái quy cách thì chúng tôi sẽ khuyến cáo bà con mình áp dụng Chico gói 1kg. Và nếu như bà con mình áp dụng cho cây ăn trái thì chúng ta có thể tính ra khoảng từ 30g cho đến 50g trên một cây. Có nghĩa là nó sẽ tùy theo cái đường kính tán. Hoặc là bà con mình có thể tính tương đương khoảng từ 8kg cho đến 10kg trên 1 hectare. Rồi chúng ta chọn điều với một cái chất hữu cơ nào đó rồi chúng ta xử lý điều lại cho cây mà thôi. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì với video này xem như là chúng ta sẽ tóm tắt lại bộ sản phẩm của MK liên quan tới việc mà chúng ta lưng phiên để quản lý tính kháng cho tất cả những cái giải pháp tưới, phun và quét, làm sao để nó có một cái hiệu quả tốt và có một cái chi phí hợp lý.
thì bà con mình có thể quan sát cái quy trình của MKA, cũng như là có thể tìm kiếm những cái giải pháp có hoạt chất tương tự, và chúng ta sẽ dựa theo cái bài luân phiên tính kháng, dựa trên cái con số quy định của tổ chức FRAC, và chúng ta thực hiện cái quy trình của mình mà thôi. Kính chúc quý vị và quý bà con chúng ta thành công. Nếu bà con cần tư vấn kỹ thuật về thăm vườn, bà con có thể liên hệ ngay 4 số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được hỗ trợ tận tình về chi tiết, các thông tin về sản phẩm, cũng như cách sử dụng và kỹ thuật cây trồng. Bà con có thể đặt hàng trực tiếp qua các số điện thoại trên video, Mekong Mari giao hàng trên toàn quốc. Ngoài ra, bà con có thể đặt hàng qua website mekongmari.com hoặc website phunthuoctudong.com. Sản phẩm hiện đã có mặt trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada và Sen Đỏ. Bà con có thể dễ dàng tìm kiếm tên sản phẩm bất kỳ kèm thương hiệu Mekong Mari và đặt hàng nhanh chóng. Mọi thắc mắc trong quá trình đặt hàng trên Shopee, Lazada và Sen Đỏ, bà con hãy liên hệ ngay 3 số điện thoại trên đây để được hỗ trợ. Ngoài ra, để tìm hiểu ngắn gọn thông tin về các sản phẩm của Mekong Mari, bà con đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh Mekong Mari bán hàng để theo dõi kênh. Cảm ơn quý bà con đã luôn đồng hành và tin tưởng bộ sản phẩm của Mekong Mari trong thời gian vừa qua. Kính chúc quý vị và quý bà con sức khỏe và canh tác tốt. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con trong các video tiếp theo.